chênh tài xin à đáy, bây nên nè nịp bốn niềm bạc cá mê ổng báo chênh mô tâm lý bì rương ráo lơ vì thay tài nịp bốn chiếng mập hay chân nằm. Nếu bị cái video rương chân chinh khám miên sở máu rương chân nô rộng cửa nâng xa đáy bà lòng lộn mùi chồng nuốn, cứ sát sáng tài chiếc nạ đáy nịp bốn, rộ bò nẹ nịp bốn, đòi miên tệp cao xoan mùi rút, đã chấp nhốt ạ chếp chì nẹ nịp bốn video, nâng bà lòng lộn ở rời dạng bê mập hay bốn chân ngắm mọc hời. Còn miên chmô thà ôch thà ví, miên niêm bạc cả thá thà nẹ nịp bốn mê ông bầu. Nẹ sấy ôch thà ví đài miên niêm bạc cá mê ông báu bàn chấp nhớ ca nghệ đầm bốn trên nẹ nịp bốn video ọc rúm khăn ông ông cá mận đôi bọn đầm miên sạch trầy Campuchia khăn ông chân nàm bì bọn muối đầm miên video rừng ọc rúm chỉ rừng khlấy khlấy để tốn tên nâng cá bỏ chân áo ông bơ hân xá nâng bà nhà hà sạch trầy chế đàm cầu chấp nhớ ca nghệ trên nẹ nịp bốn ở rời dạ bê mập hay bốn chân nàm bốn cư nịp bốn video ọc rúm tăng bì chân nàm bì bọn muối nâng chiên chương nịp bốn rừng bà lòng lốc bàn bàm bây chân tiếng sạt đầy bờ lòng lốp môi chồng nuôn phong đầy khăn cầu ní cứ chỉ cà rìu róc dạng bọc bái róc bọn nẹt sấy ôi thay ví hơi nẹt nịp bồn mẹ ông bái lơ vị thay tài nịp bồn đôi nẹt sấy ban để dây thác cà nghe ní cứ cà tránh bị đấy sờ lành to chắc đang thác nẹt sấy ôi thay ví ban rìu róc nâng cho lon cắt phong lụm bạc ở với khác xong tua xem video nơi khăn cầu tí muối đôi nhôm cho miệng chất hát ở chip nền phun phải lỏng luôn đấy mình thì ở chip đại nhóm ở thơ vi chia phần trăm đầm bay và co và bòn trăm thì vật tệ chẳng tới ở nhóm thơ viết tập pena tận này chẳng ôp sạc nhóm thông một phát cứ pe về liền nhóm ở sơ chỉ miệng pe cục cón con cá ở bắt đầu từ lửa càng nghe năng mạnh tệ ôp sạc tí pí ở anh dạy tha pa nhà hà thạp vị cá của tha bán tổ sạc đại muối muối dương anh cho xe ban háo đầm bay vi chân xài ban dương ra cá thạp vị cá đầm bay bọc bông xài ốp sạ môi tiết cơ tha chỉ ốp sạ thông sẽ đẹp khuôn ánh cứ nhom miên cô cát bạc loa muối sẽ đẹp khuôn ánh đời xa anh dậy tha dậy ta tại tha nhom mình mềm đà lừa phơi tay nhỉ phun nít.